Cô chào các con. Bài học hôm nay các con sẽ tập đọc và viết chính tả bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Mục tiêu cần đạt ở bài học này là các con sẽ đọc rành mạch được toàn bài, biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ, trả lời được các câu hỏi trong bài, rút ra được lời khuyên từ câu chuyện, nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong chuyện. Sau đây, cô và các con sẽ cùng vào hoạt động 1 của bài, đó là luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài. Khi nghe cô đọc bài, các con cần chú ý giọng của các nhân vật, người dẫn chuyện, chậm rãi, giọng chồn, lúc hợm hĩnh, lúc thất vọng, cuối chuyện lại rất chân thành. Giọng gà rừng khiêm tốn, bình tĩnh, tự tin. Các con cùng lắng nghe cô đọc bài nhé. Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, chồn hỏi gà rừng: "Cậu có bao nhiêu trí khôn?" "Mình chỉ có một thôi." "Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm." Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn. Chúng cuống quýt nấp vào một cái hang, nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên: "Có mà trốn đằng trời!" Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn: "Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi." Chồn buồn bã: "Lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả." Đánh đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tay chồn: "Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé." Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt chồn. Thình lình, gà rừng bùm chạy, người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo gà rừng: "Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình." Theo truyện đọc 1, 1994. Đọc trên có 4 đoạn. Các con hãy luyện đọc đoạn 1 và trả lời các câu hỏi trong đoạn này. Đoạn 1, từ gà rừng đến hàng trăm. Trong đoạn 1, các con cần chú ý phát âm các từ sau: gà rừng, chồn, ngầm, coi thường, trí khôn, ít, hàng trăm. Trong đó từ ngầm có nghĩa là kín đáo, không lộ ra ngoài. Các con còn chú ý ngắt giọng ở câu: gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Sau đây, cô và các con sẽ cùng trả lời câu hỏi trong đoạn 1 này nhé. Tìm những câu nói lên thái độ của chồn coi thường gà rừng. Những câu nói lên thái độ của chồn coi thường gà rừng là: chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Ít thế sao? Mình chỉ có hàng trăm. Thế chuyện gì đã xảy ra với chồn và gà rừng? Các con sẽ đọc tiếp sang đoạn 2 nhé. Đoạn 2, từ một buổi sáng đến chẳng còn một trí khôn nào cả. Các con cần chú ý phát âm các từ sau: thợ săn, cuống quýt, nấp, reo, trốn, đằng trời, gậy, thọc, nghĩ, buồn bã. Cuống quýt ở đây có nghĩa là vội đến mức rối lên. Ngoài ra, các con cần chú ý ngắt câu và đọc đúng giọng các nhân vật ở các câu sau. Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi? Ở câu này con đọc với giọng hơi hoảng hốt. Câu tiếp theo: lúc này
trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Câu này con đọc với giọng buồn bã, thất vọng. Trong đoạn 2, các con thấy chuyện gì đã xảy ra với đôi bạn khi chúng đang dạo chơi trên cánh đồng? Khi chúng đang dạo chơi trên cánh đồng thì chúng gặp một người thợ săn. Thế khi gặp nạn, chồn như thế nào? Khi gặp nạn, chồn lúng túng, sợ hãi nên không còn một trí khôn nào cả. Muốn biết hai con vật làm thế nào để thoát hiểm, chúng ta cùng đọc tiếp đoạn 3 nhé. Đoạn 3, các con sẽ đọc từ đánh đo một lúc đến chạy biến vào rừng. Đoạn 3, các con cần chú ý phát âm các từ sau. Đánh đo, ghé tai, đoán, tưởng, quẳng, thọc gậy, bắt, thình lình, vùng chạy, đuổi, vọt, biến. Trong đó từ đánh đo có nghĩa là cân nhắc xem có lợi hay hại. Thình lình là bất ngờ. Câu hỏi trong đoạn 3 là gà rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn? Để cả hai thoát nạn, gà rừng giả vờ chết để lừa người thợ săn, tạo cơ hội cho chồn vọt ra khỏi hang. Qua chi tiết trên, chúng ta thấy được những phẩm chất tốt nào của gà rừng. Những phẩm chất tốt của gà rừng là gà rừng rất thông minh, dũng cảm, dám liều mình vì bạn bè. Các con đọc tiếp đoạn 4 nhé. Từ hôm sau đến trí khôn của mình. Trong đoạn 4, các con chú ý cách nhắc câu và giọng đọc trong câu sau. Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Câu này con đọc với giọng cảm phục, chân thành. Trong đoạn 4, con cần trả lời các câu hỏi sau. Thái độ của chồn đối với gà rừng thay đổi ra sao? Chồn thay đổi hẳn thái độ. Nó cảm thấy một trí khôn của bạn còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Vì sao chồn lại thay đổi thái độ như vậy? Chồn thay đổi thái độ như vậy vì gà rừng đã dùng trí khôn của mình để cứu cả hai thoát nạn. Qua phần vừa tìm hiểu trên, con hãy cho cô biết câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? Câu chuyện này muốn khuyên các con hãy bình tĩnh khi gặp nạn, đồng thời cũng khuyên chúng ta không nên kiêu căng, coi thường người khác. Con chọn một tên khác cho câu chuyện theo gợi ý. A. Gặp nạn mới biết ai khôn. B. Chồn và gà rừng. C. Gà rừng thông minh. Các con có thể chọn đáp án A. Gặp nạn mới biết ai khôn, vì câu chuyện ca ngợi sự bình tĩnh, thông minh của gà rừng khi gặp nạn. Con có thể chọn B. Chồn và gà rừng, vì đây là câu chuyện kể về chồn và gà rừng. Hay con cũng có thể chọn C. Gà rừng thông minh, vì câu chuyện ca ngợi trí thông minh, nhanh nhẹn của gà rừng. Bài đọc trên giáo dục các con phải bình tĩnh khi gặp các tình huống nguy hiểm, không kiêu căng, xem thường người khác, đồng thời phải biết nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa. Sau khi đã đọc và tìm hiểu nội dung bài, cô và các con sẽ sang hoạt động 2, viết chính tả. Các con sẽ nghe đọc, viết đoạn từ một buổi sáng đến lấy gậy thọc vào hang. Sau đây cô sẽ đọc bài chính tả cho các con nghe. Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn. Chúng cuống quýt nấp vào một cái hang, nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Trong đoạn cô vừa đọc, các con cần luyện viết các từ sau vào bảng con. Buổi sáng, trên, chợt,
thợ săn, cuống quýt, nấp, treo, trốn, đằng trời, gậy, thọc. Khi viết bài, các con chú ý chữ cái đầu dòng phải viết hoa và lùi vào hai ô. Các chữ cái sau dấu chấm hoặc dấu chấm than đều viết hoa. Lời nói của người thợ săn nằm trong dấu ngoặc kép và viết hoa chữ cái đầu câu. Cuối đoạn văn phải có dấu chấm. Bài học đến đây là kết thúc. Các con nhớ rèn đọc và trả lời câu hỏi, luyện viết chính tả và làm bài tập trong phiếu giao việc cô giao nhé. Hẹn gặp lại các con ở bài học kế tiếp. Cô chào các con.